Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video giới thiệu cái dòng sản phẩm hôm nay của bên Tân Cảng. Thì trước mắt các bạn là những cái dòng sản phẩm ca gập gấp gọn. Những anh em có thể tìm các từ khóa này ở trên website hoặc là trên các Google. Thì những cái dòng sản phẩm bên Tân Cảng đang cung cấp thì nó sẽ có hai chất liệu. Đó là dòng sát sơn tĩnh điện. Nó sẽ có các cái thước đó là 20, 30, 20, 25, 30 và 35, dài nhất là 35cm. Trên đây thì mình sẽ để cái dòng ngắn nhất và dài nhất, do nó nhiều nên sợ nó chiếm cái không gian. Còn đối với cái dòng inox mà dòng inox xước 201 thì bên mình sẽ có rất nhiều kích cỡ, đó là ngắn nhất là 20 này, 25, 30, 35, 40, 45 và 50cm. Đây là cái dòng 50. Thì về đơn giá thì chút xíu mình sẽ nói về cụ thể cho anh em. Trong sắp tới thì bên mình sẽ triển khai thêm những cái dòng ca cố định, những mẫu mã thì bên mình sẽ update sớm nhất ở trên website, để những anh em mà thường những gia đình á, mà ví dụ như mình mua số lượng ít thì thường các cái xưởng á, họ lại nhắc nhận, họ là những anh em mà làm công trình mà khi chủ đầu tư yêu cầu là một hoặc hai bộ gì đó, mà những anh em đang cắn công trình nhiều á, thì mình có thể mua những cái dòng này với mức giá hợp lý để giải quyết nhanh cái tiến độ công trình. Ngoài ra thì bên mình sẽ triển khai những cái dòng kích thước của những cái phôi tấm gỗ sẵn, đó là bên mình sẽ triển khai sớm, đó là có 3 mã màu. Lát mình sẽ cho các bạn xem về kích thước á, thì nó sẽ có nhiều. Đây, đầu tiên cái này mình giới thiệu trước ha. Đây là ba cái mã màu mà bên mình đang chuẩn bị triển khai. Đầu tiên là dòng màu trắng có vân đó, các bạn có thể thấy tất cả các dòng này là MDF chống ẩm, bên mình cũng đã dán cạnh rất là kỹ, cũng như là độ hoàn thiện gần như là tương đối đó, các bạn thấy thấy không. Đây là màu trắng nè đó. Tiếp theo là mã màu xám, như màu xám đó, xám ghi đó, đều có màu vân rồi. Ở đây, và đây là cái màu thông dụng, đây là cái màu background của bên mình luôn đó, nó có dạng vân này. Đây là MDF chống ẩm được dán cạnh rất là kỹ bốn mặt đó. Về kích thước, về ván gỗ thì bên mình sẽ có ba cái bản theo chiều rộng, đó là 20, 30 và 40. Về chiều dài thì bên mình sẽ triển khai đó là 60, 80 và 100cm, là tương đương nó là 1m. Rồi, đó là còn về mức giá thì anh em chịu khó chờ tí xíu, vì bên mình đang làm hoàn thiện để anh em dễ dàng đặt hàng cũng như là tham khảo để kết hợp với những cái dòng mà ca gập này cũng như là những cái ca cố định. Rồi, về đơn giá những cái dòng ca gập mà bên mình đã sẵn có trước nay á, thì để mình zoom sơ qua. Đầu tiên là cái dòng ca gập bằng sắt sơn tĩnh điện. Về ưu điểm của những dòng này á, thì nó sẽ là mức giá phù hợp, rẻ. Nhưng mà nhược điểm á, thì nó sẽ dùng cơ chế cái lò xo này, mình gặp thời gian thì nó dễ bị giãn. Này mình đánh giá thì nếu anh em dùng số lượng ít hoặc là đối với những cái mức độ đầu tư nó tương đối thấp á, thì mình sẽ dùng cái loại sắt sơn tĩnh điện. Còn những anh em mà làm gia đình hoặc là những anh em mà có muốn độ hoàn thiện cao hơn, chi phí nó tốt hơn á, thì mình sẽ dùng cái dòng mà inox 201 này. Về đơn giá, đây, về sắt sơn tĩnh điện á, thì với mức giá là 72.000 một cặp cho dòng 20cm. Lên 25cm á, thì nó sẽ có là 85.000 một cặp, 30cm sẽ là 93.000 một cặp, và dài nhất á, là của dòng sắt là 35cm, nó là sẽ là 115.000 một cặp. Đó, toàn bộ là sơn tĩnh điện. Thường á, thì những anh em làm ván gỗ thì ví dụ như 20cm thì mình có thể dùng cái tấm ván khoảng 25 hoặc 30 đều được hết. Còn về đối với dòng inox 201 thì với dòng 20cm thì mức giá nó là 144.000 một cặp, lên 25 nó sẽ là 162, 30 là 173, lên tí nữa là 35 nó là 192.000 một cặp, 40 là 217, 45 thì 246, lên 50 thì nói chung là cũng hơi hiếm, ít sử dụng thì nó sẽ là 274.000 một cặp. Đó là mức giá anh em tham khảo. Nếu anh em coi chi tiết hơn thì có thể tham khảo trên website cũng như là ghé trực tiếp tại 107 Phùng Hưng, Hòa Minh Liên Chiểu, Đà Nẵng. Đó là những cái chương trình cũng như là cái kế hoạch sắp tới để triển khai cho những anh em để có thể mua, cũng như là mình đơn giản hơn trong cái việc mà mua những cái dòng sản phẩm này phục vụ cho gia đình cũng như là công trình. Đó, các bạn thấy đây là những cái chi tiết hoàn thiện về phần gỗ. Còn về những cái ca mà cố định á, thì bên mình sẽ update sớm nhất ở trong cuối tháng này. Thì bên mình cũng đang triển khai khoảng tầm 4 đến 5 mẫu trước, đó là mình thử nghiệm thôi. Thì sau này những cái khi nào anh em để mình tìm hiểu được cái thị trường á, thì dùng cái ca nào nó phổ biến á, thì bên mình sẽ đánh mạnh để tiết kiệm cũng như là giảm giá thành để tiếp cận hơn với khách hàng. Rồi, hy vọng video cũng như là sản phẩm sắp tới á, thì những anh em có thể
tham khảo cũng như ủng hộ bên Tăng Cả để phát triển cái dòng thương mại này, để tiếp cận hơn cũng như là đơn giản hóa, về khi mà mình không cần phải tới xưởng mình đặt mua nhỏ nhỏ này thì họ lại ít khi nhận, cũng như là cái thời gian gia công rất là lâu, cũng như là anh em làm công trình đó thì mình sẽ có những cái này mình bổ sung vào trong công trình, nó sẽ nhanh hơn để mình tập trung vào cái việc khác. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và xin chào và hẹn gặp lại.